Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để tải ảnh đại diện lên Facebook mà nó sẽ không bị cắt khung hình một một nhé mọi người. Đây, mình vào Facebook, đây là ảnh đại diện của mình này. Đây, mình ấn vào chỗ xem ảnh đại diện. Thì đấy, thì cái khung hình này nó khi chúng ta tải lên nó bắt cắt thành hình vuông như này. Đây là tỷ lệ một một đúng không mọi người? Nhưng mà các bạn muốn giữ nguyên một cái bức hình của mình là nó còn nguyên cái tỷ lệ là 16 9 chẳng hạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để giữ nguyên cái tỷ lệ của ảnh đấy nhé mọi người nhé. Rồi, chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta sẽ cần vào cái trình duyệt đó là Chrome, hoặc là các bạn dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào Safari cho mình nhé. Và chúng ta sẽ vào cái đường link là m.facebook.com đây. Đó, ok. Thì ví dụ như là đây là mình đã đăng nhập sẵn cái link Facebook của mình rồi. Thì các bạn chưa đăng nhập thì các bạn đăng nhập cái link Facebook của các bạn vào đây nhé. Và chúng ta sẽ vào cái phần trang cá nhân. Đây, ba chấm này, ba gạch trên này. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ thay ảnh đại diện như bình thường thôi, như ở trên cái app. Đây, ví dụ như mình chọn một cái ảnh mới nhé mọi người nhé. Đây mình chọn cái này chẳng hạn này. Không. Đấy, thì ở đây là dùng ảnh này làm ảnh bìa Facebook. Thì các bạn thao tác xong như này thì Facebook nó sẽ không bắt mình cắt ghép ảnh mà chúng ta sẽ được cái ảnh đại diện là nguyên kích thước nhé mọi người nhé. Đây, và mình sẽ vào cái app này. Mình loát lại. Đây mình xem cho mọi người xem nhé. Đấy mọi người nhìn thấy không? Đây là cái ảnh nguyên kích thước nha mọi người nhá. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người là làm thế nào để tải ảnh đại diện Facebook. Tải ảnh đại diện lên Facebook là giữ được nguyên cái kích thước của ảnh nhá mọi người nhá. Đấy mọi người thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký và chia sẻ video này để cho mọi người cùng biết đến cách làm nhá mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.